Viêm gân vùng mỏng chăm quay cổ tay là tình trạng viêm đau gân ở cổ tay và ngón tay. Bệnh xảy ra do sự thoái hóa niêm dịch với mô cơ và sự tăng lên của mạch máu khiến lớp màng bao quanh gân dày lên, từ đó dẫn tới các hoạt động của cổ tay và ngón tay trở nên khó khăn hơn. Chúng ta cũng có thể là phần nào đó đoán được cái bệnh lý mà viêm bao gân ở cái mỏm châm quay. Đấy là những cái biểu hiện đau ở cái vùng mặt ngoài của cái cánh tay. Khi mà chúng ta ngửa cái bàn tay ra như thế này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà đau ở cái vùng cổ tay mà mặt ngoài rất là dễ là có cái tình trạng là viêm bao gân ở cái mỏm châm quay. Khi mà có cái triệu chứng đau ở đó, cái thứ hai nữa, cái triệu chứng đau này thông thường nó sẽ tăng lên hoặc là nó sẽ gặp khi mà chúng ta có các cái động tác cử động ở các cái vùng cổ tay và đặc biệt là các cái ngón tay cái, nhất là những cái động tác mà co duỗi căng cái ngón tay cái thì nó rất là dễ có cái cảm giác ở cái đau ở cái vùng mặt ngoài của cái cổ tay. Một số đối tượng có nguy cơ mắc phải tình trạng viêm gân vùng mỏng chăm quay cổ tay đó là từng bị chấn thương ở cổ tay, mắc các bệnh lý cơ xương khớp như viêm khớp hay viêm khớp dạng thấp, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, làm các công việc thường xuyên vận động vùng cổ tay và ngón tay với tần suất lớn. Ngoài cái việc nó gây đau, ngoài cái việc mà nó hạn chế vận động hoặc là làm ảnh hưởng đến cái tầm vận động ở cái vùng cổ tay của chúng ta thì rõ ràng nếu mà được chẩn đoán và điều trị sớm thì nó có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng ngược lại nếu mà chúng ta không điều trị đúng cách hoặc là bị chuyển sang cái giai đoạn mãn tính thì không những là người bệnh bị đau đi đau lại, lặp đi lặp lại mà thậm chí là các cái cơ ở cái vùng cổ tay hoặc là cái vùng mỏm châm quay nó có thể bị teo đi, bị yếu đi, nghĩa là rất là nhiều các cái động tác ở cái vùng này nó có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí có một số người như là người ta không làm được một số các cái việc rất là nhỏ như vậy, là bê cái một cái cốc nước thôi mà người ta cũng cảm thấy rất là khó khăn và cảm thấy nó gần như là mình bị tàn phế, gần như cái tay của mình nó bị tê liệt đi. Cái thứ ba nữa là ở cái giai đoạn mãn tính thậm chí là các cái cơ ở cái vùng này nó có thể bị teo đi, nó có ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nó ảnh hưởng đến các cái tầm vận động của người bệnh. Và cái việc mà điều trị ở những cái giai đoạn như này để có thể hồi phục lại tất cả các cái về mặt hình thức, về mặt hình dáng, về mặt cấu trúc cũng như là về mặt chức năng nó cũng sẽ trở nên rất là khó khăn. Để ngăn ngừa những di chứng do viêm gân vùng mỏm chăm quay cổ tay gây ra, chúng ta nên duy trì một thói quen sinh hoạt hợp lý và khoa học, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao độ dẻo dai của cơ thể. Đồng thời cần lưu ý hạn chế sử dụng các loại thực phẩm có chứa chất kích thích như cà phê, đồ uống có ga, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh để các ngón tay và cổ tay phải làm việc liên tục trong thời gian dài, không bẻ nắn các khớp xương để tránh làm tổn thương gân khớp, khám sức khỏe định kỳ.